đây là một cái sản phẩm ví cầm tay được rất nhiều khách hàng ủng hộ Kỳ Lân rất nhiều, và được gọi là best seller của Kỳ Lân Luxury, được rất nhiều người chọn. Thì những cái da mà Kỳ Lân vừa nói là những cái da mà rất cao cấp, hầu như các hãng thời trang lớn sử dụng những cái da đó để làm da mặt chính ngoài, nhưng đối với Kỳ Lân thì Kỳ Lân chọn những cái da đó làm da mặt trong luôn. Và đặc biệt thì mỗi sản phẩm chỉ có một màu duy nhất, nghĩa là mỗi sản phẩm Kỳ Lân làm ra là độc bản, độc quyền. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và tiếp tục chương trình review. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một sản phẩm thời trang của Kỳ Lân nữa. Đây là một cái ví cầm tay, cũng là một sản phẩm được rất nhiều khách hàng ủng hộ, bởi vì đây là một trong những sản phẩm rất tiện lợi công năng sử dụng, cũng như là về độ đẹp của mẫu, và đặc biệt là mỗi sản phẩm Kỳ Lân giao lưu với quý khách hàng là độc bản, độc quyền, có nghĩa là mỗi sản phẩm làm ra là một mẫu da, một màu da duy nhất. Ở những clip trước thì Kỳ Lân đã từng nói về những cái ví cầm tay rồi, và rất nhiều cái hay ở clip trước, thì quý khách muốn xem lại thì có thể lục lại trên kênh YouTube này cũng như là trên fanpage này của Kỳ Lân nha. Và công năng sử dụng thì như sau: tất cả những gì cần thiết nhất khi chúng ta ra ngoài đều nằm ở cái ví cầm tay này. Trước đây Kỳ Lân hay quên cầm điện thoại thì quên cầm thẻ, cầm thẻ thì quên cầm căn cước công dân, quên cầm tiền vân vân. Cho nên là tất cả những gì vật dụng quan trọng cần thiết nhất khi chúng ta bước ra ngoài xã hội là điện thoại, tiền, giấy tờ thì tất cả đã có trong này rồi, và kèm theo một cái điều đặc biệt nữa là cây bút có thể xỏ vào đây rất là đơn giản. Đây. Và nếu như chúng ta muốn hiện logo cái bút ra ngoài thì chúng ta để xa một chút như thế này, rất là đẹp. Và Kỳ Lân sẽ nhét một chiếc điện thoại vào. Lưng của điện thoại này cũng là làm bằng da cá sấu của Kỳ Lân luôn nha. Rồi, hai bên còn lại là Kỳ Lân sẽ nhét tiền. Và ngay này cũng đựng tiền, này tiền chẵn, này tiền lẻ. Và những cái ngăn này là Kỳ Lân sẽ đựng thẻ ATM, card visit vân vân, rất là gọn. Đây là option phiên bản ví cầm tay số 1, và ví cầm tay phiên bản option số 2 là y chang như vậy luôn. À, không khác gì cả nha, nhưng mà nó sẽ dài hơn, bởi vì này có hai ngăn để đựng điện thoại lần, và hai ngăn đựng tiền dưới bên kia, và hai ngăn đựng điện thoại. Còn nếu như chúng ta dùng một điện thoại thì chúng ta đựng một cái thôi, còn cái còn lại chúng ta đựng giấy tờ hoặc tiền thêm cũng được. Đó thì hai option này, quý khách có thể chọn option nào thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Và option này có khác một cái là Kỳ Lân sẽ làm cái đầu xỏ bút này nó sẽ thấy rõ cái bút luôn. Nhưng mà nhiều khách hàng lại không thích option này, thích option mà là bỏ được cùng lúc hai cái điện thoại và hai ngăn đựng tiền và giấy tờ. Nhưng chỗ đây khách hàng thích là xỏ bút vào trong đây, vì vậy đã có option này luôn. Thì tóm lại là hai option mà được khách hàng yêu thích nhất đó chính là một bên là hai ngăn đựng tiền và thẻ giấy tờ, một bên là đựng hai cái điện thoại. Thì Lan sẽ ví dụ cho quý khách xem. Đây, đựng một điện thoại nè, còn một ngăn đựng điện thoại nữa. Nếu như chúng ta dùng một điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngăn này là ngăn đựng tiền hoặc là giấy tờ. Còn bên đây thì hai cái ngăn này để đựng tiền nè, tiền chẵn nè, tiền lẻ nè, và thẻ, căn cước công dân, ATM vân vân. Đây là nơi xỏ bút, rất là gọn. Đặc biệt của tất cả những cái đồ da thời trang của Kỳ Lân Luxury là bên trong Kỳ Lân thường hầu hết là làm da cá mập, hoặc là da Togo, hoặc là da Upsom. Thì những cái da mà Kỳ Lân vừa nói là những cái da mà rất cao cấp, hầu như các hãng thời trang lớn sử dụng những cái da đó để làm da mặt chính ngoài, nhưng đối với Kỳ Lân thì Kỳ Lân chọn những cái da đó làm da mặt trong luôn. Một sản phẩm chất lượng từ mặt ngoài đương nhiên, và bên trong chất lượng là đương nhiên, và cộng với tiêu chí kỹ thuật, nguyên tắc sản xuất sản phẩm
tiêu chí luxury đẳng cấp đỉnh cao, và sản phẩm trở nên hoàn hảo về mặt thẩm mỹ, hoàn hảo về mặt chất lượng, độc quyền về mặt kiểu dáng, độc quyền về những sản phẩm màu sắc, kiểu cách theo đúng yêu cầu và nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là cái công năng theo đúng nhu cầu của khách sử dụng. Đúng ra thì đây là ba cái sản phẩm nhưng mà nó là hai mẫu thôi, bởi vì mẫu này là như nhau, chỉ khác nhau là cái option chỗ này là cái bút để ra ngoài và cái bút này là để vào trong thôi. Vì vậy khách hàng thường chọn mẫu này thì chúng ta sẽ có hai mẫu. Hai mẫu này là một, nhưng mà option thứ nhất là chỉ một ngăn chứa điện thoại thôi, và option thứ hai là hai ngăn chứa điện thoại, thì sản phẩm một điện thoại sẽ mỏng hơn, gọn hơn, và hai điện thoại thì sẽ to hơn, hầm hố hơn một chút, ngầu hơn, đúng là men đích thực. Và cái sản phẩm ví cầm tay mẫu thứ hai chị Lan giới thiệu với tất cả khách hàng là như vậy. Mẫu này thì unisex sử dụng, và Kỳ Lăng đăng ra một phiên bản y chang như vậy nữa mà có dây có thể đeo được. Nếu quý khách muốn đeo thì mình chỉ xỏ dây vào mình đeo, không đeo mình tháo dây mình cắt y chang như vậy. Và bên trong này có một option nữa là đựng được cây bút xỏ ngang qua đây, giống như là cái này, xỏ y chang như vậy luôn trong option này. Thì và sản phẩm đang hoàn thiện và sẽ phục vụ quý khách trong thời gian sắp tới, và quý khách có thể đón xem clip review về sản phẩm đó ở trên kênh YouTube cũng như là trên fanpage của Kỳ Lăng Luxury trong thời gian sắp tới. Mẫu này thì cầm rất là đẹp, nam nữ unisex, và đây là ngăn đựng tiền nè, đúng không? Và đây là đựng những cái giấy tờ quan trọng của mình nè. Đây là những cái vật dụng mà chúng ta muốn bỏ dễ bị rớt, ví dụ như tiền xu hay là gì đó, thì chúng ta sẽ để vào đây và kéo, thì kéo lại cho chắc chắn, chắc cú luôn. Rồi điện thoại chúng ta có thể nhét vào đây. Rất là gọn. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Thì Lan cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu và quan trọng của mình để mà ủng hộ xem clip của Kỳ Lăng. Lăng rất là cảm ơn một lần nữa, và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Hãy follow, đăng ký kênh YouTube này, hãy like, theo dõi trang fanpage này để cập nhật theo dõi những dòng sản phẩm mới, những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lăng trong thời gian sắp tới. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lăng, hoặc gọi cho Kỳ Lăng theo số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lăng Luxury sẽ hỗ trợ tất cả những gì liên quan đến những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao với tất cả quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.